Xin chào quý vị và anh chị em thân mến. Suzuki NS2 Cross có gì đặc biệt mà cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision? Xe tay ga mới ra Suzuki NS2 Cross vừa ra mắt tại thị trường Indonesia với những nét đậm chất thể thao trẻ trung hiện đại, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision. Suzuki NS2 Cross ra mắt tại thị trường Indonesia và có những tính năng tương đương như Suzuki NS có bán tại Việt Nam. Phiên bản mới này thể hiện rõ các nét tập trung vào đối tượng khách hàng trẻ tuổi nhất, là những người ưa cuộc sống năng động và thích xe tay ga có chút gì đó xe phượt dành cho phái nữ. Để tập trung phong cách xe phượt, Suzuki NS2 Cross sở hữu loại bánh lốp không xăm và thiết kế bề mặt có độ bám tốt, cung cấp khả năng ổn định khi xe chạy trên địa hình gồ ghề. Sự thoải mái cho xe vẫn được duy trì với cỡ lốp trước 80/90/14 và lốp xe sau là 90/90/14. Trong khi đó, diện mạo bên ngoài xe rất ấn tượng, thể hiện nét trẻ trung với lớp đồ họa đầy phong cách và màu sắc vô cùng tươi tắn. Xe thể hiện rõ đậm chất thể thao và sự năng động trên từng chi tiết. Xe có hai phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn phù hợp với việc di chuyển hàng ngày, vừa kinh tế lại vừa thực tiễn. Còn bản tùy chọn phụ kiện có thêm đèn pha LED, ổ sạc USB, đời canh được trang trí trên vành xe và lớp ống xả nhìn ngầu hơn. Xe có hệ thống treo ở phục trước, giảm sốc sau. Trọng lượng NS2 Cross nhẹ chỉ có 93 kg. Độ xoắn gầm tốt là 150 mm, cung cấp sức mạnh cho xe là loại động cơ SOHC 4 thì làm mát bằng không khí, dung tích 113 phân khối, phun xăng trực tiếp FE, hộp số tự động CVT, sản sinh công suất tối đa là 6,7 kW tại 8.000 vòng trên phút. Suzuki NS2 Cross tiêu chuẩn có giá bán niêm yết là 14 triệu tiền Indonesia, tương đương với 25 triệu đồng tiền Việt Nam. Còn Suzuki NS2 Cross NS có giá niêm yết là 16,1 triệu đồng tiền Indonesia, tương đương với 26 triệu đồng tiền Việt Nam. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và anh chị em ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã xem. Trân trọng kính chào.